Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sứ mệnh của Nga là tạo ra một thế giới mới trong khi phương Tây muốn bá quyền toàn cầu và không ai sống sót nếu tấn công Nga. Phát biểu tại diễn đàn chính trị Vandai ngày 5 tháng 10 ở Sochi, ông Putin đề cập đến nhiều vấn đề và cho biết kinh tế Nga đang thích nghi với chi tiêu cho cuộc chiến, còn phương Tây phải trả giá vì hỗ trợ cho Ukraine. Ông cũng khẳng định hợp tác với Trung Quốc không nhắm vào ai. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 là một phần của cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây. Về cơ bản, chúng ta được giao nhiệm vụ xây dựng một thế giới mới, ông Putin nói. Ông Putin cũng cho biết cuộc xung đột ở Ukraine không phải là về vấn đề lãnh thổ và Moscow không có lợi ích gì từ việc kiểm soát vài vùng lãnh thổ. Quân đội Nga hiện đang kiểm soát một số vùng ở miền Nam và miền Đông Ukraine và Nga đã chính thức sáp nhập bốn khu vực của Ukraina gồm Kherson, Zaporozhia, Donetsk và Lugan. Moscow cũng sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014. Ông nhấn mạnh, Nga đã là quốc gia rộng nhất thế giới, do đó không tìm cách giành thêm lãnh thổ mới. Ngoài ra, Nga vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển Siberia và vùng Viễn Đông. Tổng thống Nga nói, đây không phải là một cuộc xung đột lãnh thổ, thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực. Vấn đề này rộng hơn và cơ bản hơn rất nhiều. Chúng ta đang nói về những nguyên tắc của trật tự thế giới mới. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi mọi người cảm thấy an toàn và biết rằng ý kiến của họ được tôn trọng. Nhà lãnh đạo Nga đổ lỗi cho các nước phương Tây về cuộc xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 20. Ông nói, cuộc chiến do chính quyền Kiev khởi xướng với sự hỗ trợ tích cực từ phương Tây đã diễn ra được 10 năm, chiến dịch quân sự đặc biệt đã được triển khai để ngăn chặn nó. Nga không phải là bên khơi mào cuộc xung đột mà thay vào đó đang cố gắng chấm dứt nó. Chúng tôi không phải là những người tổ chức cuộc đảo chính ở Kiev. Chúng tôi không đe dọa cư dân Crimea và Sevastopol. Chúng tôi không ép Donbass phải nghe lời và đe dọa bạo lực đối với những người muốn nói tiếng mẹ đẻ của họ. Tổng thống Putin nhắc lại, nhấn mạnh rằng chính Kiev đã sử dụng xe tăng và pháo binh để tiến hành cuộc chiến chống lại vùng Donbass. Tổng thống nói, mặc dù dân thường đã ngã xuống ở Donbass rất lâu từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng không có quốc gia nào, đặc biệt là ở phương Tây, chú ý đến điều đó hoặc tỏ ra thương cảm. Ông nói, cuộc xung đột do Kiev châm ngòi với sự hỗ trợ tích cực trực tiếp từ phương Tây hiện đã bước sang năm thứ 10, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm mục đích ngăn chặn nó. Phương Tây luôn cần có kẻ thù, ông Putin cho biết thêm. Họ thực sự bị ám ảnh bởi một điều duy nhất, đó là thúc đẩy lợi ích của họ bằng bất cứ giá nào, nếu đó là lựa chọn của họ, hãy xem điều gì xảy ra. Ông Putin cũng cho biết châu Âu đang tạo ra một bước màn sắt mới với Nga khi Moscow phải đối mặt với sự cô lập chưa từng có và các lệnh trừng phạt khổng lồ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Châu Âu đang tự rào chắn khỏi chúng tôi và tạo ra một bức màn sắt mới. Chúng tôi không phải là người đóng cửa, chính châu Âu đang đóng cửa, nhà lãnh đạo Nga khẳng định. Trong một diễn biến khác cùng ngày, phát biểu với báo giới, Tổng thống Putin cho rằng các nước phương Tây dường như đã quên đi ý nghĩa của từ thỏa hiệp là như thế nào. Theo Tổng thống Nga, các nước phương Tây luôn luôn yêu cầu các quốc gia phải hành động như thế này, như thế kia, nhưng họ không hiểu rằng các quốc gia là bình đẳng như nhau. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh giờ đã đến lúc các nước này phải từ bỏ sự kiêu ngạo và dừng cách hành xử như vậy đối với thế giới. Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Nga nhắc lại, Nga không khởi động xung đột mà chỉ mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Ông cũng nói rằng cuộc xung đột này không phải là vấn đề đế quốc hay lãnh thổ mà là về trật tự toàn cầu. Về chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 90.000 quân kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6 năm 2023. Ông cũng cho biết Kiev mất 557 xe tăng và khoảng 1.900 xe bọc thép. Trong khi đó, ông khẳng định kinh tế Nga sẽ thích nghi với cuộc chiến ở Ukraine. Theo ông, nền kinh tế nước này đang trải qua những thay đổi về cơ cấu và dù phải đối mặt với một số thách thức nhưng đã vượt qua tất cả các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây. Chi tiêu quốc phòng sẽ chiếm 1 phần 3 tổng chi tiêu ngân sách của Nga vào năm 2024 khi Moscow tiếp tục dồn lực cho cuộc chiến. Ông Putin cho biết nền kinh tế Nga đã giảm 2,1% vào năm 2022, nhưng đang trên đà hồi phục trong năm 2023. Chúng ta có thẳng dư ngân sách hơn 660 tỷ rúp, tương đương với 6,69 tỷ đô la trong quý 3, ông Putin nói. Giá dầu, huyết mạch của nền kinh tế Nga đã tăng giúp Moscow thu hẹp thâm hụt ngân sách trong những tháng gần đây. Ngân sách Nga dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 1% GDP vào cuối năm. Ngược lại, ông Putin cho biết tính cạnh tranh kinh tế của châu Âu đang sụt giảm do các biện pháp trừng phạt, trong khi lại tăng ở Mỹ và châu Á, nhiều ngành công nghiệp đang rời châu Âu để sang Mỹ. Nói về hợp tác quốc tế, nhà lãnh đạo Nga khẳng định hợp tác giữa Nga và Trung Quốc không nhắm vào bất cứ ai. Ông cũng cho rằng Liên Hợp Quốc cần cải tổ và các nước như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi cần có vị thế lớn hơn. Cũng trong bài phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã hoàn thành một cách hiệu quả quá trình phát triển tên lửa hành trình Burer Vesnik và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Samat nhấn mạnh sẽ nỗ lực đưa những tên lửa này vào sản xuất. Ông nói, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm thành công lần cuối đối với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuyên bố của ông Putin là thông báo đầu tiên về cuộc thử nghiệm thành công Bure Vesnik. Tên lửa này đã được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, đồng thời có khả năng bay cao trong thời gian dài hơn nhiều so với các tên lửa khác và bay với khoảng cách xa nhờ lực đẩy hạt nhân. Năm 2018, Tổng thống Putin lần đầu tiên đề cập đến việc Nga đang phát triển loại vũ khí này, tuyên bố tên lửa sẽ có tầm bắn không giới hạn, cho phép bay vòng quanh trái đất mà không hề bị hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương phát hiện. Mỹ và Liên Xô đã nghiên cứu động cơ tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân trong chiến tranh lạnh, song cuối cùng đã gác lại các dự án vì cho rằng chúng quá nguy hiểm. Trong bài phát biểu hôm 5 tháng 10, Tổng thống Putin lưu ý Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996 trong khi Nga đã ký và phê chuẩn. Ông cho rằng Nga có thể sẽ làm theo Mỹ. Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể thu hồi việc phê chuẩn, ông nói. Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Nga có thể tiến tới nối lại các vụ thử hạt nhân nhằm ngăn cản phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, mặc dù một số chuyên gia đã nói về sự cần thiết phải tiến hành các vụ thử hạt nhân, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này. Ông cho hay, tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng tôi có cần tiến hành thử nghiệm hay không. Học thuyết phòng thủ của Nga nhấn mạnh, nước này sẽ có phản ứng hạt nhân trước một cuộc tấn công nguyên tử hoặc thậm chí là một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga. Chuyên gia đối ngoại hàng đầu của Nga, Sergei Karaganov, cố vấn Hội đồng An ninh Nga, lập luận Moscow nên tăng cường các mối đe dọa hạt nhân để phá vỡ ý chí của phương Tây hoặc thậm chí tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế vào các đồng minh NATO ở châu Âu nếu phương Tây không ngừng hỗ trợ cho Ukraine. Cũng trong phát biểu tại diễn đàn Van Dijk, ông Putin tiết lộ có mảnh lựu đạn trong thi thể của ông chủ Wagner Prigozhin. Ông nói, người đứng đầu Ủy ban điều tra mới đây đã báo cáo với tôi về việc phát hiện thấy các mảnh vỡ của lựu đạn cầm tay trong thi thể các nạn nhân không thấy có tác động bên ngoài đối với máy bay. Theo hãng tin nước Nga ngày nay, ông Putin cho biết, các thi thể vẫn chưa được kiểm tra nồng độ cồn cũng như ma túy, ông cho rằng nên tiến hành các thao tác kiểm tra này. Ngoài ra, tổng thống Nga cũng tiết lộ thông tin phát hiện cocaine trong văn phòng của Wagner. Chúng tôi nắm được thông tin, cơ quan an ninh liên bang Nga không chỉ tìm thấy 10 tỷ rúp tiền mặt trong văn phòng của công ty Wagner tại Saint Petersburg, mà còn phát hiện được 5 kg cocaine. Giới chức an ninh Nga đã tiến hành khám xét các bất động sản thuộc sở hữu của Wagner ngay sau cuộc nổi loạn hồi tháng 6. Ngày 23 tháng 6, ông Prigozhin tuyên bố rằng các chiến binh Wagner sẽ tiến về Moscow, nhưng đã rút lại lời này ngay ngày hôm sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền. Sau đó ông Prigozhin và một số nhân vật thân cận của ông ta thiệt mạng hôm 23 tháng 8 trong một vụ tai nạn máy bay ở miền Tây nước Nga.